Xin chào các bạn, tiếp tục bài học thứ tư của khóa học báo cáo số liệu với phần mềm Excel. Thì chúng ta sẽ học cách truyền thông điệp của bảng tính lên trên biểu đồ. Thì ở trên màn hình tôi đang có cái bảng tính có hai cột là từng tháng và doanh thu. Thì chúng ta sẽ thể hiện doanh thu của từng tháng lên trên cái biểu đồ, hai cái biểu đồ như thế này. Và biểu đồ thứ nhất chúng ta thấy này, số liệu là gì? Bắt đầu là từ số 0, kết thúc là 3.000. Và khi chúng ta thể hiện cái số liệu như thế này thì sự thay đổi doanh thu của tháng này sang tháng khác là không rõ rệt. Chúng ta nhìn nó không được rõ. Giữa tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 nó cứ sàn sàn như nhau, không khác cái gì cả. Nó chỉ khác nhau chút xíu thôi. Chúng ta nhìn không rõ một chút nào cả. Tuy nhiên, cũng là cái doanh thu đấy, cũng là cái tháng đấy, nhưng mà khi tôi thể hiện sang bên cái bảng thứ hai, cái biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy là gì? Sự thay đổi từ tháng này sang tháng khác là rất rõ rệt. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Thay vì tôi lấy cái điểm bắt đầu là số 0, chúng ta xem nhé, cái giá trị thấp nhất trong này là cái gì? Mình lấy ra giá trị thấp nhất là 2.280, cao nhất là 2.130. Thì ở trong này người ta thể hiện là gì? Tôi đã thể hiện là cái biểu đồ đầu tiên này là bắt đầu là số 0, kết thúc là 3.000. Tuy nhiên số liệu của tôi chỉ nằm trong khoảng là gì? Từ 2.000 cho đến 2.500. Nhưng mà tôi lại lấy cái bảng của tôi là như thế này, cái số liệu của tôi là nhiều như thế này. Cho nên là cái giữa hai cái khoảng này, 2.000 và 2.500 này, thì số liệu thể hiện ở trong này không được rõ. Vì chiều rộng giữa chiều cao giữa hai cái này rất là nhỏ, cho nên là không thể hiện được, không thể hiện được rõ. Tuy nhiên ở cái biểu đồ bên này thì cái điểm bắt đầu và điểm cuối của tôi sử dụng nó lại khác. Có nghĩa là tôi xác định cái giá trị thấp nhất trong cái biểu đồ này là 2.280, thì tôi sẽ lấy cái điểm thấp nhất là 2.200 là được. Và cao nhất là 2.430, thì trên này tôi chỉ lấy là gì? 2.450 là được. Và cái khoảng giữa hai cái điểm đầu và điểm cuối rất là rộng, cho nên là gì? Chúng ta thấy cái sự thay đổi doanh thu của từng tháng rất là rõ rệt. Cho nên khi chúng ta thể hiện các cái số liệu từ bảng tính lên trên cái biểu đồ Excel thì chúng ta phải để ý từng tí một để cho chúng ta thể hiện cái biểu đồ một cách là rõ rệt nhất. Rồi. Tuy nhiên thì như trong cái bài 3 tôi đã nói là gì? Cách làm thì tôi sẽ hướng dẫn những cái bài sau. Ban đầu thì chúng ta chỉ hiểu sơ qua là cái cách thể hiện cái thông điệp là như thế nào đã. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể like hoặc là comment ở phía dưới. Hoặc là chúng ta có thể đăng ký kênh. Chúng ta thấy cái nút đỏ phía dưới đấy ạ. Chúng ta đăng ký vào để cho chúng ta có thể là gì theo dõi được những cái clip mới nhất về tôi. Rồi, xin chào.